Hello, welcome back to my channel, Stars Girl. Ok. Okay, let's go. Và đây là cửa thoát hiểm. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai, Butcher Room. Không được rồi. Grand The Total One. Let's go. One day. I see you. Không biết ông ta đang đâu. Oh my god. Ok, Slender 2. Ở thời điểm này các bạn sẽ phải đi tìm những con ma, sau đó thì sẽ săn lùng và chụp ảnh nó. Ở đây các bạn phải săn lùng tất cả là 7 con. Trong này thì có Slender Man, ông ta sẽ lại săn lùng các bạn. Và khi gặp ông ta thì các bạn phải quay lưng đi thật nhanh, nếu không thì ông ta sẽ bắt các bạn ngay. Vẫn chưa thấy một con nào. Đây rồi. Khi các bạn đến gần một con thì nó sẽ báo hiệu như thế này, và các bạn tiến đến điểm theo mũi tên. Trời ơi, oh my god. Khi mà nó bay nhanh quá thì các bạn sẽ không chụp kịp, thì lúc đó các bạn lại phải đi tìm lại. Wow. Chắc chắn sẽ cần một con. Wow, cái này này. Đây thì mình sẽ bắt cẩn thận hơn. Ok. Tiếng bước chân của ông Slender Man. Đó, và như thế các bạn sẽ tìm kiếm tất cả 7 con. Từ đó thì các bạn sẽ hoàn thành được tựa game này và thoát khỏi sự bám đuổi của Slender Man. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Madhouse 13. Let's go. Anh sẽ lắp vào đây, sau đó thì sẽ mở cánh cửa ra. Ok. 2012. Thời gian tám ba bốn một chiếc chìa khóa. Và đây là chiếc chìa khóa để các bạn sang phần tiếp theo. Ok. Rồi. Room 666. Đây. Vào lại xem như thế nào. Rồi các bạn sẽ phải sắp xếp đồ đạc làm sao cho thật gọn. Chiếc ghế salon. Oh my god. Ok. Scary horror life. Đây khá là đẹp, như kiểu là một khu biệt thự nhà vườn. Wow, có cả bể bơi. Đây có thể là Nhân vật bí ẩn. Hurry up. Escape from her. Đó là các bạn sẽ phải mở khóa của ngôi nhà này. Tìm khóa và mở ra. Cuối cùng thì sẽ thoát ra khỏi đây. Một ngôi nhà khá là rộng. Evin Inspection. Wow, sao có tiếng gì nhỉ? Oh my god. Không có tiếng luôn. Cái này là chạy này. Mở cánh cửa ra. Ở đây thì không mở ra được. Nhưng sao lại đi được xuyên? Không hiểu lý do. Có thể lại đi xuyên được bên này sao? Và ta đang vào trong ngôi nhà này. Oh my god. Tiếp tục đi xuống qua đây. Cái này như là bàn ăn. Lên trên gác nào. Xem có gì không. Vào từng phòng một. Căn phòng này không có gì. Căn phòng tiếp theo rất là tối tăm, cũng không có gì luôn. Let's go. Cánh cửa đều đóng hết mà đều mở ra được. Đều đi xuyên qua được. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài. Và ta đang tiến lại gần đây. Oh my god. Wow. Nhìn khá là kinh dị. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Roblox. Background. Wow, cánh cửa này vào cái chết luôn. Oh man. Lại trở về đây. Rồi. Không nhảy lên trên này luôn. Khá là cao. Lý do là gì? Hoặc có thể là mình đang ngược. Sẽ phải đi đường này. Chuẩn rồi. Đường vừa rồi là đường ngược, cho nên mới không nhảy được. Chuẩn luôn. Oh my god. Càng về sau thì tốc độ của tựa game này càng khó các bạn nhé. Rồi mình lại zoom to lên. Bây giờ thì mình sẽ nhảy cẩn thận hơn. Cái này nó nhảy chứ không phải là dẫm vào đây. Let's go. Wow, rất là khó các bạn nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, The Ghost. Và đây là một tựa game ma chơi được cả trên PC. Tựa game mà hiện tại bây giờ còn hơn 1 phút. Mình đã bị đơ rồi. Đây rồi. Những anh chàng này đang đi đâu? Đây là một tựa game online các bạn nhé. Hello, 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 hello. Còn là 1 phút để các bạn sẽ mở và vào môi trường này. Một môi trường ma quái. Let's go. Có tiếng gì đó. Nhưng chàng là đi trời tối khá là giỏi. Bên ta đang tìm gì? Ở đây các bạn sẽ phải đi tìm những món đồ, sau đó thì sẽ ra ngoài và lắp những món đồ đó vào. Thì ở trong này sẽ có những con ma, và khi các bạn gặp, các bạn phải chạy thật nhanh, nếu không thì sẽ bị con ma nó tiêu diệt. Và các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ theo cùng những người cùng chơi như các bạn như thế này. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái tiếp theo, Grand The Total One. Thì mình sẽ đi bổ quả dưa, xem trong quả dưa này có gì không. Một chiếc chìa khóa, ok. tacos. Cái này thì chắc chắn là một chiếc búa rồi. Hammers. Rồi ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ở cái này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là 8 quyển sách. Quyển sách thứ hai. Sách thứ ba. Sách thứ tư. Cứ như thế và các bạn sẽ tìm kiếm đủ 8 quyển sách, lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành từ game này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng. Một tựa game coi nha. Các bạn sẽ phải coi làm sao để tránh con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà các bạn, trong căn phòng các bạn và nó cắn các bạn ngay. Cho nên các bạn tránh khi con gấu vào trong ngôi nhà căn phòng này thì các bạn có thể sẽ phải đắp che bằng chiếc mặt nạ này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ kiểm tra xem những chiếc can có cái gì. Các bạn sẽ phải đặt những cái này. Ở đây thì mình sẽ tắt quạt để tránh giảm cũng như là giảm nguồn điện. Khi các bạn xem cam và nguồn điện cũng sẽ tụt. Ở đây thì được 7 tiền rồi, 8. Rồi, mua cái này nào. Ok. Và thỉnh thoảng các bạn phải reset station. Đó, và pin chỉ còn 59% pin thôi. Bật cái gì ở đây thì cũng sẽ tốn điện các bạn nhá. Đó, cứ như thế rồi các bạn sẽ coi càng lâu càng tốt. Ở đây thì các bạn sẽ coi từ 2 giờ này, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Và thường thì những con gấu nó sẽ xuất hiện vào lúc 3 giờ đến 4 giờ. Và các bạn sẽ chuẩn bị gặp nếu mà các bạn để nguyên. Đó, như thế ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip từ đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.